kính chào các bác, chào anh chị đây, hôm nay mình cũng xin kính chúc các bác anh chị của anh sức khỏe rồi nha. Anh ơi, thật tốt. Hôm nay ba anh em thi ăn đồ ngọt quá. Đây, hôm nay thì ăn chơi nước quá. Nhiều đây quá quá xa. 120 em. Là bây giờ thế này. Thì là người 40 à. Người 40 rồi, ba anh em múc đi. Ba anh em múc ra đi. Để đếm luôn ạ. À. Đếm thử đếm á, đếm lớn lên. Cái này. 4 múc cái nước luôn nha. Đâu. Làm sao mà hồi kiểm tra lại thao cho bằng bằng nhau cho nó đẹp chứ mà anh em mà múc cái không á là khó khó nhai lắm. Bây giờ nó không có nước. Cho miếng nước vô. Ba anh em chia làm sao hết nước luôn. Tại sao đủ chưa? Đủ. Tụi này hết hết. Không mấy có 35 viên. Tụi nó hết viên. Bà chủ có tặng không? Tặng viên. Không tặng đâu, tụi bán không tặng. Rồi chia cho đều nước luôn đi. Có nước thì gì nó dễ ăn á. Chia cho nước mà không có nước. Rồi tôm ngồi xích vô bạn Thành cái. Đây nghe nè, như thế này. Bây giờ bên em á 120 viên này. Phải hoàn thành trước 10 phút. Sao? Lắm. Hoàn thành trước 10 phút nha. Sao anh Thành với sao? Trời. Căng lắm đó nha. Không được bên trái à? Hết nước hết trái luôn. Thứ nhất thứ hai nữa là nói anh em này hãy mà một người về trước còn một người về sau hôm nay chơi có khác chút xíu, người về sau mà qua 11 phút cũng không được nhận tiền nha. Hôm nay là giải nhì được 5 xị duy nhất được 1 triệu ha. Nhắc giấu vô này luôn nha. Sao con đại diện ba anh em mà thống mời cô bác chị quan dùng chè chơi nước cho ba anh em của mình. Xin mời rồi chuẩn bị nha, chuẩn bị đi. 1 2 3
Xì cho bữa nay bộ uống lộn thuốc đi rồi. 3 phút rồi hoàn thành rồi. Hoàn thành hết 40 viên. Quá dữ luôn. Cái nước là một nước phiến mãi luôn. Ô bưng luôn, ợt luôn, thắng luôn rồi đó ơi. Còn hai người kia, coi sao. 10 phút 59 giây còn được giải, còn một bút còn 11 phút là Ben. Tùng ăn có 3 phút 2 mấy giây xong 40 viên rồi. Uống lộn thuốc rồi. Rồi mà chơi đi em, chờ kết quả cuối cùng coi ai đây. Ai sẽ là người về kế tiếp. Còn có 4, 7 viên đó. 7 viên, bên quê còn 10 viên, 9 viên à. 10 viên. Định dẫn cái khúc này thì chắc ai hơn ai nha. Tùng bữa nay uống lộn thuốc sao lẹ quá lẹ. 3 phút 2 mấy giây xong à. 40 viên. Có vẻ người không kịp thành à. Cái món này bình thường không hảo à. Bấm đứng luôn rồi. Ăn. Tùng không cái món chè rồi bộ món hảo em sẽ ăn lẹ dữ Tùng. Em cũng hảo ngọt, hảo hảo chua. Hảo ngọt hảo chua bạn không hảo hả? Cay đồ không. Anh Vy, anh Vy mình nhìn là biết anh Vy cái món này như không hảo ấy rồi. Rồi phần thưởng của Tùng ơi. Lâu lắm mới kêu mới thấy được hả? Dạ. Chúng món con này, chúng món này. Chúng món này. À, lâu lâu thắng bữa lái em đổi ra em sẽ tặng anh Huy 300 anh Huy ơi. Lâu là, lắm rồi. Lâu lắm mới được hả? Mới được giải nhất à. Mà hôm nay mình thấy Tùng thắng, Tùng mặt tươi như Tết. Dĩ nhiên anh, mừng anh. Cũng tội nghiệp. Ngày món lúc ngành thôi. À, cũng tội nghiệp. Nhiều lúc cô bác chị các bạn comment vô kênh thì nói Tùng này kia nọ. Nhưng mà mình nhiều khi mình nói thật lòng. À, em nó thì cũng cố gắng nhưng mà em nó cái hoàn cảnh em nó thì mình cũng biết rồi, nhưng mà mình cũng phải giữ em nó để cho em nó cố gắng để phấn đấu đi chung với anh em để mình mà để em nó những cái cuộc sống cũng rất là vất vả, mình nói sơ thôi. À, cũng rất mong cô bác anh chị các bạn thông cảm cho Sơn, thương Sơn cũng thương Tung luôn. Sơn một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị các bạn.
mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị Quang đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, dân an, chào, bye bye.